Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta đều biết rằng khi chúng ta sử dụng Facebook thì phần tên hiển thị là khá quan trọng. Tuy nhiên thì trong quá trình đăng ký tài khoản Facebook thì mình thấy rằng rất nhiều người chúng ta không để ý đến phần tên hiển thị. Chủ yếu là chúng ta tạo link cho nó thành công, đúng không nào? Do vậy thì cái nhu cầu đổi tên rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta đã đổi tên trong vòng 60 ngày vừa qua thì Facebook sẽ không cho chúng ta đổi tên lần tiếp theo khi chúng ta chưa đủ 60 ngày. Chính vì thế trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên tài khoản Facebook khi chúng ta chưa đủ 60 ngày. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu qua với các bạn về cái cách đổi tên theo cái cách thông thường và mình sẽ hướng dẫn các bạn trên một cái tài khoản Facebook phụ của mình các bạn nhé. Bước đầu tiên tại giao diện của Facebook thì chúng ta sẽ lựa chọn biểu tượng hình tam giác ngược. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn là cài đặt. Tại mục cài đặt chung thì chúng ta sẽ để ý cho mình mục tên. Sau đó thì chúng ta sẽ click vào chỉnh sửa. Tại đây thì chúng ta sẽ điền tên của chúng ta vào đây. Sau khi chúng ta đã điền xong thì chúng ta sẽ click vào mục xem lại thay đổi. Ở đây thì các bạn thấy rằng là Facebook đã lưu ý rằng là nếu như chúng ta đổi tên trên Facebook thì chúng ta sẽ không thể đổi lại trong vòng 60 ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái tên phù hợp để xuất hiện trên trang cá nhân. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải nhập mật khẩu vào đây và ấn New thay đổi. Như vậy là xong, đúng không nào? Và đây chính là cách đổi tên trong trường hợp mà các bạn vẫn có thể đổi tên được. Nếu như lúc này các bạn không thể đổi tên được vì chúng ta đã đổi tên trong vòng 60 ngày trước đó thì chúng ta sẽ thực hiện theo cách sau đây. Với cách sau đây mà mình sẽ chỉ cho các bạn thì chúng ta chỉ có thể đổi tên theo đúng chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay giấy phép lái xe mà chúng ta gửi cho Facebook. Các bạn thấy rằng thì điều này cũng rất là phù hợp với Facebook bởi vì Facebook khuyến khích chúng ta sử dụng tên thật để trao đổi, để tương tác với bạn bè của mình. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ phải truy cập vào trang trợ giúp của Facebook theo đường link sau đây. Đường link này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của dưới video này. Sau đó thì chúng ta sẽ điền tên mới, tên đệ mới và họ mới vào đây. Mình sẽ lấy cho các bạn ví dụ như sau. Sau đó thì chúng ta sẽ phải chọn một cái lý do mà chúng ta muốn thay đổi. Ở đây thì các bạn thấy rất nhiều lý do, đúng không nào? Thì các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái lý do phù hợp nhất, đó chính là thay đổi tên hợp pháp. Sau đó thì chúng ta sẽ phải tải lên một cái tệp ở đây, có thể là chứng minh nhân dân, bằng lái xe. Chúng ta sẽ tải mặt trước của giấy tờ các bạn nhé. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi chúng ta gửi ảnh chứng minh nhân dân của mình cho Facebook bởi những thông tin của chúng ta sẽ được đảm bảo không chia sẻ ra bên ngoài từ các chính sách bảo mật của người dùng. Và các bạn lưu ý cho mình tất cả những mục này thì chúng ta sẽ phải điền đúng theo giấy tờ mà chúng ta gửi cho Facebook. Cuối cùng thì chúng ta sẽ nhấn cái nút gửi để chờ Facebook xét duyệt cái yêu cầu đổi tên của mình. Với cách này thì chúng ta sẽ phải chờ Facebook xem xét, đúng không nào? Để đảm bảo đổi tên thành công thì các bạn sẽ phải cần điền chính xác những thông tin như là họ, tên, tên lót và ảnh chụp chứng minh thư phải rõ nét. Các bạn cũng có thể sử dụng những cái thẻ khác hay giấy tờ tùy thân có ảnh và thông tin đầy đủ để thay thế cho chứng minh thư. Và các bạn lưu ý rằng đây chính là cách đổi tên theo tên thật của các bạn và chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi tên được nữa. Video vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách đổi tên Facebook khi khoảng cách giữa hai lần đổi tên chưa đến 60 ngày. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì chúng ta đừng quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này tới những người bạn của chúng ta. Cuối cùng thì mình chúc các bạn là chúng ta sẽ đổi tên thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.